thưa quý vị, trách nhiệm thiếu điện không thể biện minh. Câu nói này của đại diện Bộ Công Thương tại buổi họp báo trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, cũng như là đã trở thành một cái hashtag được nhiều cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua. Vâng, có thể nói là chưa năm nào mà tình trạng mất điện lại xảy ra liên tục thường xuyên như là hiện nay. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều doanh nghiệp khi thì phải cho công nhân hay là người lao động nghỉ việc vì không có điện để vận hành, và cũng có lúc thì phải sản xuất vào ban đêm để bảo đảm tiến độ đơn hàng do ban ngày bị cắt điện. Và trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều câu chuyện từ cư dân mạng khi mà phải đối diện với tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là nhiều trường hợp còn rơi vào nguy hiểm cũng chỉ vì không có điện. Cắt điện, một bộ phim bom tấn đang công chiếu mùa hè. Đây là dòng trạng thái đang được đông đảo cư dân mạng chia sẻ trong các bài viết của mình. Và đi kèm với đó là những tình huống trớ trêu cũng được nhiều cư dân mạng đưa ra. Mất điện, thang máy không hoạt động. Nhiều người dân ở khu chung cư gần như bị giam lỏng trong nhà bởi một số gia đình ở tầng cao không thể đi thang bộ lên xuống mấy chục tầng. Tại hành lang các tầng, hàng loạt gia đình trải chiếu ra nằm. Và khi bị cắt điện đột xuất, không ít người dân đã rơi vào tình cảnh hoảng loạn khi mắc kẹt trong thang máy suốt nhiều giờ. Việc không có điện đã thực sự trở thành nỗi lo lắng bất an của đông đảo người dân. Trời nóng nực mà ngày nào cũng cắt điện, tối qua khu vực tôi mất từ 16 giờ đến 21 giờ 45. Tất cả mọi người đổ ra đường để hóng cơn gió trời trong cái không khí ngột ngạt, cuộc sống như trở về những năm 1960. Mất điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế không nên để trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật tự đi thang máy. Mất điện khổ thật, không nấu cơm, không quạt, không điều hòa, không tủ lạnh, lâu lâu rồi mới nhớ đến cái quạt chạy bằng cơm. Mất điện gay gắt, có ngày mất tới 2-3 lần, lần thì 2 tiếng, lần thì 4 tiếng, thậm chí 6 tiếng, có đêm cả gia đình phải di chuyển đi ở nhờ. Những bức xúc được nhiều cư dân mạng chia sẻ là điều hoàn toàn có thể hiểu, bởi lẽ việc cắt điện theo cách thức như hiện nay là đột xuất, cắt không báo trước và khiến cuộc sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã thực sự không kịp trở tay. Vì vậy đã xuất hiện không ít những tình huống ứng phó, dở khóc dở cười khi thiếu điện như thế này. Tại nhiều điểm du lịch, việc mất điện liên tục đã khiến nhiều khách du lịch bày tỏ sự thất vọng. Dù các khách sạn, homestay chạy máy phát điện, thế nhưng tỷ lệ khách trả phòng vẫn tăng lên bởi không thể chịu được nắng nóng. Tại nhiều nơi, dù có thông báo về lịch cắt điện, tuy nhiên việc cắt trước giờ thông báo hay chậm có điện hàng giờ đồng hồ so với lịch, những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng ngày của người dân. Những giải pháp nào cho việc thiếu điện hiện nay là điều được cư dân mạng quan tâm cũng như thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của mình. Nếu không có cơ chế để điện mặt trời, điện gió phát triển, đặc biệt là khuyến khích điện áp mái tự dùng cho hộ dân và doanh nghiệp thì không thể giải quyết được vấn đề này. Đường dây làng tôi hơn 15 năm nay không thay đổi gì, trong khi ban đầu làng chỉ dùng để thắp sáng. Nay đã nhà nào cũng nồi cơm điện, điều hòa, bếp từ. Nói chung nhu cầu phải tăng đến 100.000% luôn, mà nhà điện vẫn vậy thì sao mà tải nổi. Thiết nghĩ chính phủ nên hỗ trợ người dân chi phí lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời với giá ưu đãi. Khi vào mùa cao điểm nắng nóng thì EVN có thể cắt điện vào ban ngày, nhưng người dân vẫn có thể sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị thiết yếu. Lời xin lỗi cũng đã được Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương đưa ra tại buổi họp báo trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện. Ngành điện cũng mong muốn có được sự cảm thông từ phía người dân cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự cảm thông với những áp lực từ ngành điện khi cắt điện là việc cực chẳng đã. Vì vậy, nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã đồng thời kêu gọi người dân hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm vào thời điểm này. Và vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng cũng đã ra chỉ thị kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện hướng tới mục tiêu mỗi năm toàn quốc phấn đấu tiết kiệm được 2% tổng điện năng tiêu thụ. Các cơ quan công sở mỗi năm giảm 5% tổng điện năng tiêu thụ, mỗi hộ dân được khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời. Mỗi người hãy có ý thức tiết kiệm điện tối đa đi. Nhà mình chỉ bật điều hòa lúc nóng không thể chịu được, tối ngủ thì cả nhà ngủ chung một phòng để dùng chung một cái điều hòa thôi. Hạn chế thời gian thắp sáng đường đi khi người ngủ mà ngoài đường vẫn sáng, đẹp nhưng lãng phí. Ủng hộ các gia đình tiết kiệm điện dù là phương pháp nào đi chăng nữa, hết sức ủng hộ. Mong càng có nhiều người như vậy càng tốt. Đối diện với tình cảnh thiếu điện, mỗi chúng ta cần có những cách thức ứng phó cũng như hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Bạn có suy nghĩ gì về nội dung này? Hãy chia sẻ trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.